cùng anh chị em. Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông: vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói: không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp: không. Họ liền nói với ông: thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói: tôi là tiếng hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời: tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước khi Đấng Cứu Thế đến thì Kinh Thánh nói là ông Elia sẽ đến. Và Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng ngày thứ bảy mà chúng ta đã từng nghe đọc, là Chúa Giêsu đã chứng nhận với ba môn đệ là chính ông Gioan Tẩy Giả, là Elia đã đến. Kính thưa cộng đoàn, bài Tin Mừng ngày hôm nay trong Chủ Nhật thứ ba, chúng ta nhận thấy có bốn lời mà Kinh Thánh nói rằng ông Gioan làm chứng. Ông Gioan làm chứng vì ông không phải là ánh sáng, ông chỉ là cái cây đèn để ánh sáng ngự trên cái cây đèn đó. Và ông đến để làm chứng cho cái ánh sáng, để nhờ ông mà người ta tin vào Thiên Chúa. Và ông đến để làm chứng và giới thiệu Đấng Cứu Thế cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, trong bối cảnh bài Tin Mừng ngày hôm nay, là khi ông Gioan đã ăn chay, đã có một cuộc sống khắc khổ, ông bắt đầu đi loan báo về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và vì vậy mà rất nhiều người đã đến với ông ở bờ sông Giô-đan và xin ông làm phép rửa. Lời nói của ông, đời sống của ông như là một ngọn đèn cháy sáng, chiếu soi vào tâm tối của những tâm hồn lầm lạc, tội lỗi, khiến nhiều người ăn năn và lãnh phép rửa nơi ông để dọn đường đón mừng Đấng Cứu Thế. Tiếng vang của ông không những ở trong hoang mạc, nhưng mà còn vang vọng tới cả những bậc hay là những nhà cầm quyền của tôn giáo. Nên vì vậy ngày hôm nay họ phái một phái đoàn đến để gặp ông và chất vấn ông về nhân thân của ông. Người ta đặt vấn đề với ông là: ông có phải là Đấng Kitô không? Từ vì Đấng Kitô đến
thì Ngài thanh tẩy. Đấng Kitô đến để Ngài giải thoát. Ông nói ông không phải là Đấng Kitô, từ vì ông chỉ là ánh sáng giới thiệu Đấng Kitô cho muôn dân. Và người ta lại hỏi tiếp: ông có phải là ông Elia không? Những câu hỏi này liên quan đến chính Đấng Kitô, từ vì theo Kinh Thánh Cựu Ước thì ông Elia là một trong những vị tiên tri được Thiên Chúa chứng tỏ quyền năng ở nơi ông. Lời nói của ông như lửa, ông đã giành giật tâm hồn của dân chúng trở về với Thiên Chúa. Ông đã tiêu diệt những người thờ thần Baal. Ông đã dùng lời của Thiên Chúa để đóng cửa trời hạn hán 3 năm. Và đồng thời ông cứu sống những người tin vào ông như người bà quá Sarepta. Và cũng chính ông mở cửa trời để có mưa rơi xuống, làm cho đất được sinh hoa hoa quả. Ông Elia đã được cất lên trời trong một chiếc xe lửa. Và truyền thống Do Thái tin rằng ông không chết, ông sẽ trở lại để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Và vì thế ở trong đền thờ Jerusalem, truyền thống Do Thái vẫn tin ông Mô-xê không chết, ông Elia không chết. Và vì vậy người ta đặt hai cái ngai để cho hai ông, tượng trưng cho hai ông ngự. Và ông Elia đây là đấng mà chúng ta biết rằng sẽ đến để dọn đường cho lòng dân đón nhận Đấng Cứu Thế. Vì vậy mà khi người Do Thái hỏi là ông phải ông Elia không, thì ông nói rằng ông không phải, từ vì ông không nhận mình là ngôn sứ Elia. Nhưng mà thật ra ông có một tâm hồn của ngôn sứ Elia, và ông đã xuất hiện để sửa soạn lòng dân đón Đấng Cứu Thế. Và rồi những người được phái đến hỏi ông có phải là vị ngôn sứ không, thì ông nói ông không phải. Vì đối với những người tư tế, những người biệt phái, những người luật sĩ, họ rất sợ một cái ảnh hưởng của ngôn sứ. Tại vì những con người này đang có một địa vị trong dân, mà nếu có một vị ngôn sứ xuất hiện thì vị ngôn sứ đó sẽ làm đảo lộn hết. Tại vì vị ngôn sứ nào cũng đến để mang sứ điệp của Chúa, là kêu gọi người ta thay đổi lòng từ ác sang thiện, từ một cuộc đời tăm tối bước ra một cuộc đời ánh sáng. Và như vậy thì chính những người tư tế, những người biệt phái và những người luật sĩ đang có ảnh hưởng trên dân đây, họ sẽ sợ rằng ông là một ngôn sứ, và vị ngôn sứ đó sẽ thay đổi và làm cho người ta không tin các ông nữa. Vì vậy mà họ lại hỏi tiếp về ông, là nếu ông không phải là ngôn sứ, không phải là Elia, không phải là Đấng Kitô, vậy tại sao ông lại làm phép rửa? Thì ông đã trả lời và đã bật mí một cái vấn đề, là tôi đây chỉ làm phép rửa trong nước để sửa soạn cho Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Đấng ấy sẽ thánh hóa, và Đấng ấy là Đấng cứu độ. Đấng ấy hiện giờ đang ở trong dân này, và Đấng ấy cao trọng lắm. Đấng ấy tôi không đáng cúi xuống để cởi dây dép cho Ngài. Có nghĩa là tôi là nô lệ cho Ngài cũng không đáng, từ vì Đấng đó là Đấng Con, Đấng tối cao, là Đấng Messia, là Đấng Cứu Thế. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, câu chuyện mà những nhà cầm quyền tôn giáo trong dân Do Thái đã đến chất vấn ông Gioan để tìm hiểu về nhân thân của ông, điều đó cũng nói lên là những con người này
vẫn còn là những con người đang sống trong bóng tối. Và vì vậy mà Thánh Gioan nói, ông Gioan đến để làm chứng cho ánh sáng. Và sau này Thánh Gioan cũng nói là ánh sáng đã đến thế gian, nhưng thế gian đã không đón nhận ánh sáng. Điều này Thánh Gioan muốn chỉ về những người Do Thái cố chấp, không chấp nhận được ơn cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho họ và cho toàn dân, dầu rằng họ là những con người học hỏi Kinh Thánh và rất mong mỏi Đấng Cứu Thế đến. Từ vì Đấng Cứu Thế đến, như là lịch sử của người Do Thái đã có nhiều lần chứng minh, là sau khi vua Herodê cả băng hà, thì có một số người đã tự xưng mình là cứu thế, nên vì vậy đã nổi dậy chống với đế quốc Roma. Và những người này đã làm cho dân Do Thái bị chết rất nhiều. Nên vì vậy, những nhà cầm quyền về tôn giáo của người Do Thái đã không mong mỏi có Đấng Cứu Thế đến, dầu rằng họ đọc Kinh Thánh và họ biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát dân ngại. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng ngày hôm nay soi tỏ cho chúng ta biết là chúng ta đã đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu, và đó là một niềm vui khôn tả, như là dân thành Thessalonica đã đón nhận cái niềm vui mà Thánh Phaolô đã truyền giảng cho họ để họ tin vào Chúa Giêsu, khiến họ luôn luôn ca tụng Thiên Chúa và cố gắng thực hiện những điều mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ và mong mỏi cho họ, là làm chứng về Đức Kitô cho mọi người. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua lời giảng và lời giới thiệu của Thánh Gioan, chúng ta cũng biết giới thiệu Chúa cho những người anh chị em của mình.